Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của em Lâm ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số phô mai ha, đế đẹp, hoành to lắc lượng. Mong quý vị ủng hộ cho em Lâm ha. Sự lực của đế cho quý vị xem. Nồi đế luôn. Rồi, chào em. Chào anh, chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em có lên giao lưu đến với cô chú anh chị một số phôi mai. Hình thức của em vẫn là bao sóng bao ship. Số điện thoại em là 0867673878, cũng là số Zalo của em luôn. Mình vô cây số 1 ha anh. Rồi, số 1 ha. Lắc lượng. Đấy đẹp. 20 hoành anh ơi. Rồi. Cao của nó 50. Rồi mã số 1 em vô luôn 450 nha. Rồi 450. Số 2. 29 hoành anh ơi. Rồi, hoành to nè. Cao của nó 65. Đây này, bộ đế VIP luôn. Rồi cái mã số 2 em giao lưu 1.600.000 anh. 1.600.000 con ngầm cái đẹp. Rồi dán trực để VIP ha. Cái này dặn thân nè. Mình gần 30 hoành anh ơi. Cao của nó là 90. Để bít bầu. Cái mã số 3 này em cũng giao lưu 1.600.000 luôn anh. Thôi 1.600.000. À, 27 hoành, bạn này nó lũa nha. Lũa ha. Lũa ở đây. Đây. Vậy chơi lũa luôn. Rồi cái mã số 4 giao luôn 500 anh ơi. Rồi, 500. Em lắp hoành. Cao của nó 50. Mã số 5 giao lưu 650. 650. Rưỡi. 25 hoành. Cao 50 luôn. Rồi mã số 6 em giao lưu 850. Rồi 850 thôi. Hoành to nhỏ nhỏ. Cái này lùng lực ha. Búp măng. Búp măng luôn. Đồ ở đây nó 32 hoành luôn anh ơi. To nè. Đấy này nó nở nè. Cao của nó 50 đi. Rồi mã số 7 em vô lô cây này 1.500.000 anh ơi. 1.500.000. Ngập cây đẹp. Ê búp măng nè. Cao 55. Cây số 8 em giao lưu 800. Rồi 800. Hai mươi sáu rồi. Cao 60. Cây số 9 này em giao lưu 800 luôn. 800.
21 của anh. Cao của nó 40. Cái số 10 em giao lưu 300 anh ơi. Thôi, chỉ có 300 thôi vậy. Hoành anh ơi. Cao của nó 46. Rồi, đây viết ha, nồi đế luôn. Mã số 11 em giao lưu 1.2 triệu em. 1.2 triệu. Hai mươi sáu hoành. Cao 70. Mã 12 này em giao lưu 1 triệu anh. Rồi, 1 triệu. Hai mươi tám rồi. Cao của nó là 70. Mã này số 13 em giao lưu 900. 900. Hai mươi tám hoành. Cao của nó 80. Mã 14 em giao lưu cây này 1 triệu mốt ha. 1 triệu mốt. Hai mươi bốn hoành. Rồi. Cao của nó là 60. Mã 15 em giao lưu cây này 700 anh ơi. Rồi, chỉ có 700 thôi. Hai mươi mốt quần. Cao xuống đây 60. Mã số 16 cây này em giao lưu 400. 400. Hai mươi tám hoành anh ơi. Rồi trừ hao đi cắn đây 27 thôi. Cao 85 anh ơi. Cây số 17 cái này em giao luôn 500 anh ơi. 500. Hai mươi sáu hoành. Cao của nó là 52. Mã số 18 cái này em giao luôn 1 triệu anh ơi. Rồi, 1 triệu. Dán trực để viết. Ba mươi hoành anh ơi. Ba mươi hoành hơi yếu tí nha. Cao 80. Số 19 cái này em giao lưu 1.1 triệu anh ơi. 1.1 triệu. Hai mươi bốn hoành. Cao của nó 80 luôn. Mã 20 cái này em giao lưu 480. 480.
Rồi quần to là để vip luôn. Thôi đấy ha. 32 quần anh ơi. Cao của nó là 67. Thì để vip luôn. Mà số 21 cây này em giao lưu 2 triệu rưỡi anh. 2 triệu rưỡi, em cây đẹp. Ba mươi mốt của anh ơi. Rồi. Cao 70. Mã số 22 cái này em giao lưu 2 triệu 2. 2 triệu 2. Hai mươi quạt cao 45. Số 23 em giao lưu 350. 350. Hai mươi sáu quạt cao có nó 75. Mà 24 em giao lưu cái này 700. Rồi, 700. Hai mươi chín quạt cao 70. Rồi mã cuối mã 25 em cũng giao lưu 700 luôn anh. Rồi, ơi 700 ha. Rồi cuối clip em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem và theo dõi clip ạ. Em rất mong được cô chú anh chị ủng hộ, em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha, rất mong quý vị ủng hộ 100 lăm. Xin chào và hẹn gặp lại.